Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin sáng ngày 11 tháng 10. Cần Thơ triển khai tiêm vaccine Verocell từ ngày 11 tháng 10. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn về việc phân bổ tạm thời vaccine Verocell cho các đơn vị. Trong ngày 10 tháng 10, Sở có văn bản về việc phân bổ và tổ chức tiêm vaccine Verocell trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, các đơn vị trên địa bàn Cần Thơ sẽ triển khai tiêm vaccine Verocell từ ngày 11 tháng 10 năm 2021. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân Phường An Cư đã thông báo về thời gian và địa điểm tiêm chủng vaccine Verocell. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau. 1. Tại trường Trung học cơ sở đoàn thị điểm số 56 Ngô Quyền, Phường An Cư. Thứ hai, ngày 11, tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 4, Phường An Cư. 2. Tại trường Mầm Non Tây Đô, số 99 Ngô Quyền, Phường An Cư. Thứ ba, ngày 12, tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 1, phường An Cư. Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 2, phường An Cư. Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 3, phường An Cư. Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 5, phường An Cư. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021, tiêm vaccine cho đối tượng thuộc địa bàn khu vực 6, phường An Cư. Chú ý, thời gian tiêm, buổi sáng, từ 7 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ. Lịch tiêm chủng có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân phường sẽ thông báo nếu có. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.